mùng 5 Tết trên kênh VTV1. Thưa quý vị và các bạn, Tết Nguyên đán đã cận kề và như thường lệ lúc này câu hỏi của nhiều người tiêu dùng như tôi và quý vị khán giả đó là năm nay nông sản thực phẩm cho Tết có đảm bảo nguồn cung, việc tăng giá diễn ra như thế nào và có những cái giải pháp bình ổn ra sao. Thịt lợn vẫn là mặt hàng nóng nhất khi những ngày cận Tết Tân Sửu 2021, mặc dù nguồn cung dồi dào nhưng giá lợn hơi tại các chợ đầu mối nông sản thực phẩm như là Hóc